tại trường Trung học phổ thông Mường Bi. Ngoài tổ chức lễ kỷ niệm ngành nhà giáo Việt Nam 20 tháng 11, nhà trường còn tổ chức chung kết cuộc thi giai điệu Tuổi Hồng lần thứ tư năm 2018. Tại buổi lễ, các đại biểu thầy cô giáo và toàn thể học sinh nhà trường đã cùng nhau ôn lại truyền thống tốt đẹp ngành nhà giáo Việt Nam, ngày mà đội ngũ nhà giáo được Đảng, nhân dân ta tri ân, tôn vinh. Đối với nhà trường, năm học 2018-2019, thầy trò nhà trường sẽ tiếp tục thực hiện phong trào thi đua đổi mới sáng tạo trong dạy và học, triển khai kế hoạch, chiến lược, xây dựng và phát triển nhà trường trong từng giai đoạn, tiếp tục thực hiện chương trình hành động và nghị quyết đại hội đảng các cấp, triển khai thực hiện chỉ thị số 05 của Bộ Chính trị về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng đạo đức phong cách Hồ Chí Minh. Trong dịp này, nhà trường đã tổ chức khen thưởng cho các tập thể cá nhân có thành tích xuất sắc trong đợt thi đua chào mừng ngành nhà giáo Việt Nam 20 tháng 11 năm 2018 và tổ chức thành công cuộc thi giai điệu Tuổi Hồng lần thứ tư năm 2018. Qua cuộc thi đã thu hút được nhiều tài năng về nhảy múa, ca hát. Qua đó tạo được sân chơi lành mạnh cho các em rèn luyện và thể hiện tài năng, năng khiếu của bản thân, thắt chặt hơn nữa tinh thần đoàn kết và xây dựng môi trường học tập thân thiện